Thưa sư, nhà con có rất nhiều mối. Con đã phải diệt bằng thuốc và thuê đội diệt mối chuyên nghiệp đến diệt hết các tổ mối, diệt con mối chúa. Con biết là không nên sát sanh nhưng không còn cách nào khác. Mối ăn cả sách vở, ăn rỗng ruột, những đồ bằng gỗ, ăn muốn sập gác gỗ nhà con. Thưa sư, con rất ám ảnh về việc diệt mối, con phải sám hối như thế nào? Trong Pháp Cú, Đức Phật nói là khi mà đã tạo các cái ác nghiệp rồi đó, thì không chạy đâu để tránh khỏi cái ác nghiệp đó. Dù cho chạy lên trên rừng núi, chạy lên trên trời, hoặc độn thổ xuống dưới đất, hoặc là đi đến cái chỗ đông người, thì không nơi nào có thể tránh khỏi ác nghiệp khi nó đến thời kỳ cơ quả. Ngài Mục Kiền Liên đó, do cái ác nghiệp năm xưa mà đến kiếp chót Ngài đã chứng thánh rồi, Ngài vẫn bị bọn cướp nó giết, nó bầm thay Ngài ra. Và vào thời điểm ác nghiệp nó trổ đó, thì các cái thần thông nó đều biến mất. Trong khi đó Ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông. Nói như vậy để quý vị thấy được cái sự kinh sợ của ác nghiệp. Một khi nó đã trổ rồi đó, thì không chạy được. Nhưng mà dù sao đi nữa đó, cái việc thì nó cũng đã rồi. Việc cũng đã rồi. Cái vấn đề của việc sám hối ở đây đó, nó mang hai ý nghĩa. Thứ nhất là chúng ta kiên quyết chúng ta không có phạm vào cái điều đó nữa, có nghĩa là chúng ta không bao giờ làm cái điều đó nữa. Thành ra cái điều đầu tiên là quý vị phải chắc chắn là quý vị không còn phạm giới sát sanh nữa trong tương lai, thì cái việc sám hối nó mới có hiệu quả. Chứ còn miệng thì nói xin lỗi mà quay lưng chúng ta vẫn tiếp tục làm thì nó cũng vậy thôi. Cái thứ hai đó là quý vị cần cái sự chứng kiến, cần có nghĩa là sự chứng minh của một vị có đức hạnh. Không phải sư tự ý mà sư bày vẽ cho quý vị đâu, mà trong kinh Tạng đó, bài kinh Sa Môn Quả và trong nhiều bài kinh khác. Như là trong kinh Sa Môn Quả đó, thì vua A Xà Thế sau khi mà giết cha đó, thì sống trong cái nỗi ăn năn ray rứt. Và vua A Xà Thế đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và trình bày với Đức Thế Tôn, sám hối với Đức Thế Tôn, để Đức Thế Tôn ghi nhận rằng vua A Xà Thế ân hận về cái việc đã làm, và xin Đức Thế Tôn ghi nhận rằng vua A Xà Thế ân hận và biết được lỗi lầm là lỗi lầm, để ngăn ngừa trong cái ngày vị lai. Mà quý vị biết nhờ như vậy đó, nhờ cái việc vua A Xà Thế sám hối với Đức Thế Tôn đó, và sau đó vua A Xà Thế là một vị hộ trì chánh pháp rất là dữ dội. Nhờ các cái thiện nghiệp như vậy đó mà vua A Xà Thế là chúng sanh duy nhất được miêu tả trong kinh điển sau khi phạm tội ngũ nghịch, có nghĩa là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, là Phật chảy máu, thì vua A-xà thế phạm có tội giết cha. Mà giết cha, người cha này là một vị thánh nha, chứ không phải là một người thường. Là người thì vua A-xà thế đó, nhờ thứ nhất là nhờ sám hối với Đức Thế Tôn, thứ hai là vua A-xà thế nỗ lực hộ trì chánh pháp. Thành ra đó, vua A-xà thế là chúng sanh duy nhất phạm tội ngũ nghịch mà không đi địa ngục A Tỳ, vẫn đi địa ngục, vẫn đi địa ngục, nhưng mà địa ngục đó không phải là địa ngục A Tỳ. Có nghĩa là sao? Nó nhẹ hơn, nhẹ hơn. Đấy. Thành ra trong trường hợp của quý vị đó, khi mà quý vị cảm thấy ăn năn ray rứt á, thì nên đến gặp một cái vị có đức hạnh sám hối để ghi nhận là biết rõ lỗi lầm là lỗi lầm,
và ngăn ngừa cái việc đó trong cái ngày vị lai. Và tiếp theo việc mà quý vị cần làm nữa đó là gì? Tích cực làm phước. Tích cực làm phước, hồi hướng phước đến những chúng sanh mà có oan trái với mình, nhất là những cái con mối năm xưa. Và tích cực làm thiệt là nhiều phước thiện, thì như vậy đó, nó sẽ đỡ rất là nhiều. Sư nói ví dụ như chúng ta biết chắc rằng chúng ta phải mang một cái hòn đá nặng 20 kg bơi qua sông. Nhưng mà cũng không phải 20 kg, mà thí dụ như là chúng ta biết chắc rằng là chúng ta sẽ phải nhảy xuống sông đó, mà chúng ta mang theo một cái hòn đá nặng 100 kg. Và chúng ta biết chắc rằng là cái việc chúng ta đi xuống sông mà mang hòn đá 100 kg là chắc chắn là chết chìm. Thì cái người thông minh á, là cái người trước cái thời hạn mà phải nhảy xuống sông, người đó đóng một chiếc bè. Bè càng lớn càng tốt. Để chi vậy? Để chiếc bè, bởi vì chiếc bè đó, nhờ chiếc bè đó họ có thể nâng đỡ được tảng đá. Và nhờ như vậy họ có thể qua sông. Mặc dù họ cũng nhảy xuống sông, nhưng mà nhờ có chiếc bè. Cũng vậy, trong Milinda Banha có nói rằng đó, các cái nghiệp thiện nó có năng lực nâng đỡ, vượt trội. Nhờ như vậy đó, thì nó sẽ nâng đỡ cho chúng sanh trong các cái dòng sanh tử luân hồi. Và quý vị thấy, sư dùng cái hình ảnh nó rất là chính xác nha quý vị. Chúng ta đóng một chiếc bè, chúng ta mang tảng đá đó, chúng ta có thể qua được một dòng sông. Tuy nhiên, tảng đá nó không hề biến mất. Chúng ta vẫn phải chịu lãnh cái sức nặng của cái tảng đá. Nhưng mà có chiếc bè, ít nhất là chúng ta, trong cái giai đoạn đó chúng ta không chết chìm. Đấy. Cho nên, sám hối và tích cực tạo các cái nghiệp lành. Đó là cái con đường và cái lối thoát duy nhất cho quý vị. Tốt nhất là chứng thánh, tu hành, tinh tấn, chứng thánh. Thì đương nhiên là giống như là Ngài Angulimala, Ngài đã giết hàng trăm người. Trong cái kiếp cuối đó, Ngài đã giết hàng trăm người. Mà nếu như Ngài không xuất gia, Ngài không chứng thánh đó, là Ngài chắc chắn Ngài đi địa ngục. Nhưng mà Ngài, nhờ cái việc Ngài xuất gia và Ngài chứng đắc thánh đạo thánh quả đó, thành ra coi như là Ngài quỵt nợ, nói theo cái kiểu thế gian là Ngài quỵt nợ, là Ngài không phải trả các ác nghiệp đó nữa, bởi vì Ngài đã chứng thánh đạo thánh quả rồi. Đấy,